Làm thịt xong bây giờ tới rửa hả chị Trinh? Ủa rửa bằng nước đó đó hả? Tại vì mình chỉ nó kéo nó vô bếp là nó chỉ chân rồi. Nó nói cụ mẹ không mong mày cái gì mày cho cũng kéo con gái của tao vô bếp không à. Dạ. Nói vậy đó. Mày cũng nói không cho vô bếp. Nhưng mà không cho vô bếp thì sao biết làm? Cả nhà bây giờ thì chú mới vừa đi bán số về nè cả nhà. Đâu bán nè. Nè, đâu bán đi. Rồi hai người này nè cho mua cho con cái này. Tao mua cái này cho mày mà. Trời ơi, chàng hơi nhiều quá vậy. Được chưa? Chú Hùng thì mới mua đồ ăn về, bây giờ chị Trinh bắt đầu vào bếp nè. À, cái nồi mới hôm qua mới mua đây. Hôm bữa chị nói chị thích ăn á, xong mà sáng thì em mua chợ mua cho chị. Chị thấy không? Chị thích món đó không? Thấy thịt tươi ngon không chị? Mua một lần vậy đó là ta không có không mà ở nhà mà mua đồ ăn nữa, buôn bán không à, buôn bán vậy cho kiếm tiền rồi xây sở no với người ta chi dễ, không để cho ai chi dễ chân á. Dạ. Dạ, cái này nguyên bọc bự luôn ha. Chắc cái này chắc không có cho luôn quá. Chung luôn hả chị? Chung hết con. Chị làm cũng nhanh nhẹn ghê hết anh ha. Ừ. Thấy chị nhanh tay. Nhanh tay lại chị. Quay cái này chụp cái kia. Cô làm gì ta? Cái thau để rửa thịt. Cái thau này hôm bữa hôm qua mình mua cho chị này, chị không xài hả ta? Ủa chị, sao không xài cái thau này nè? Dạ, cái thau này đi. Thau này im hơn hả? Dạ, thau này im hơn. Cái thau này im hơn. Thịt đùi đó. Ta mua thịt đùi đó. Ta muốn làm sao mà làm. Ta không biết nữa. Tao muốn luyện mày qua quá nhiều rồi, gan nó chân rồi, mày muốn làm sao mà làm, tao không chỉ nữa. Tức là cho chị Trinh toàn quyền quyết định những cái món ăn đó. Ờ, như vậy đó. Tại vì mình chỉ nó kéo nó vô bếp là nó chỉ chân rồi. Chia là mất đi. Chia lại. Chia như vậy. Mình quay cũng được nhưng mà mình chia lại. Tại sợ bị đánh gậy cộng đồng nữa cả nhà. Cho nên là mình không có dám quay nhiều. Thấy cắt cũng chuyên nghiệp quá vậy. Mà cái dao nó hơi lục rồi. Biết ở đây nè chị. Đây nè. Để cho chị làm nè. Còn vậy mà bữa đó mình quên mua cho chị cái dao ha. Tại vì nói chung nó nhiều món nó ít đó, nó đã biết rồi. Hồi đó mẹ bụng của nó chú chỉ kiểu đó đó. Dạ. Nó nói đủ mẹ không mong mày cái gì mày cho cũng kéo con gái của tao vô bếp không à. Dạ. Nói vậy đó. Mày bụng của nó không cho vô bếp.
nhưng mà không cho vô biết sao biết làm. Rồi là chú kiếm mà mẹ cũng có nói cự lộn. Chú giặt đồ thằng đó hả? Ừ. Hôm qua con có mua thằng giặt. Rồi mà giặt cái này quen rồi. Nhò rồi sao mà. Như là chú để dành đồ mới hả chú Tiếp hả? Đồ mới thì là để ra Tết đồ mình bẩn. Như đám tiệc đồ mình bẩn. Ngày bình thường thì mình lại ăn có ăn cái này nè. Cũng mới là mình đi mua bán rồi. Dạ. Tiện lắm, chú chùm dữ lắm. Thấy chùm sọ nữa. Chùm sọ. Rồi, sao chị Trinh tính làm món ngoài thịt kho trứng ra xong thì chị làm món gì nữa chị Trinh? Chiên. Chiên. Chiên cũng ngon lắm á. Hoặc là nướng cũng ngon nè. Ừ. Lấy thau hả chị? Lấy thau em lấy cho. Kì nó phái nó chiên. Anh khơi vậy đó. Anh thích lên. Cục bự mới được ha. Mình kho trứng, kho tàu quá, mình phải làm cục bự vậy đó. Ôi chàng ơi, cái dao. Cái dao cắt không đứt. Hôm qua quên đi, cũng không có nghĩ tới. Mua cho chị cái mới. Được rồi. Trời ơi trời, chị giao. Rồi vậy để mai em mua. Thôi bây giờ là sắp tạm đi rồi, cái mai tụi em mua cái khác. Mấy mua đúng này á, con dữ lắm á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đừng có nói hổng nào. Chị kéo áo lại của chị. Hồi sáng này tao nghe mà người ta nói lại đó. Tao thấy rất buồn. Ai nói lại vậy chú khán giả hả? Khán không giả. Phải. Có người chị, người cháu nó bán cái hồ này. Dạ. Nó nói lại. Nếu chú Hùng ơi, sao con nghe con của con gái của chú á. Nó hổ hào lên mấy người. Người mà ghé nhà chú. Biết rồi, biết mấy cháu rồi. Dạ, kệ đi. Chỉ tụi con, tại vì bữa giờ chị mệt á, chị mới bảo thôi. Mấy bữa trước tụi con tới chị vui lắm. Ờ, biết rồi. Ta thì ta không phải gì nhân viên. Dạ. Mà tao cái nóng qua, tính nóng của tao mày biết mà. Tao nhận không nổi. Nó cứ chửi ta mày. Em, tao cứ mua đồ ăn cho mày à. Không lẽ cho mày những thèm với người ta. Dạ, lâu lâu mình ăn lần á. Mua đó. Rồi không lại nhiều đó, cái bọc đó đó mà mày biết nhiều không? Không để bây giờ mình chạy đi mua chị cái kia không nhớ. 5,000 để em mày với nhau chị lại là cắt mua cho mày đó. Tôi kéo cũng biết mà không có đó. Sao mà mấy cũng như em có ấy làm da đẹp á chị. Da chị cũng đẹp mà. Dạ, ý em nói là sao bọn chị đó. Ý là sao đẹp như chị Thủy vậy đó. Ừ. Chị thấy chị Trinh thấy chị Thủy đẹp không? Đẹp. Đẹp ha. Đẹp nó nổi mà xong nó ra cái tay như vậy là dữ lắm á, không thiệt đâu. Đâu có chị, cái này mà đâu phải xăm tay đâu, này cho tay. Không, cái thằng chồng á. Cái này là đeo tay nè. Anh trai á. Anh trai hả? Ừ. Bà ác xã bà. Thằng người đồng bà á. Chỉ là thằng người đồng bà á hả? Ghét người đồng bà á. Quyên cho like nhạc ở trên mạng của người ta kìa. Trời ơi. Cháu biết sao không? Hai cháu biết sao? Hồi sáng á, chú Lợi Đặng á. Dạ. Bán mình chú số rủ hù hê luôn á. Rồi chú chạy về đây nè. Ghé bên đây nè, có cái tiệm á. Tiệm quá đó. Dạ. Mua một gố đi. Dạ. Với hai trà đem về đây. À, để dành uống trà hả? À. Đây. Mà quên nha, hồi nãy. Chú quên cái nữa, quên món đồ. Món gì chú? Đồ úp ly. Trời ơi, đại em quên đỡ cái dĩa. Bây giờ em hỏi lại chị Trinh đây nè. Tại vì cô chú cũng hỏi là mua đồ nhưng mà không thấy chị mặc á. Thì những cái kiểu đồ mà tụi em mua là chị không thích hay sao? Chị thích những kiểu đồ như thế nào chị nói cho em để tụi em biết đường á.
cũng như mình thích là cái chỗ là quần áo nó dễ hơn, có gì mình cái tập mình hay chửi á, đúng quá. Không, ý em nói là giờ chị thích mặc đồ kiểu làm sao rồi? Dạ quần áo à, em hồi trước đây em bận quần áo là nhiều nhất, chứ không có đâu, đồ mổ thì cũng có nhưng mà tại vì không có kiếm bận. Ừ thì là em đi đám tiệc đó chị, chứ ở nhà là em bận đồ quần áo không ạ. Rồi tức là không thích đồ bộ. Là không thích đồ bộ ha. Nó bận thì nó bận cái áo này đen. Dạ. Có khi vô nó chỉ để ở nhà thì nó bận quần bông. Kiểu đó đó. Kiểu như nó quần á, nó là quần tay với áo chiếc hoặc là quần ring với lại áo chiếc á. Ơi. Vậy là chị chờ em khoảng 1-2 ngày nữa nha, xong rồi em về đến đó em chở cái thùng đồ cho chị. Có của chị kia gửi quần rinh, quần tay với lại áo thun cho chị nhiều lắm luôn á. Nó mà thích cái quần rinh. Quần rinh ha. À quần rinh. Nó khoái lắm. Dạ. Thích lắm. Nó nói ào ước gì rồi không có cái quần rinh. Nó nói vậy đó. Nó nói vậy thôi. Quần rinh bây giờ nhiều lắm. Tiền. Thấy không cháu? Dạ. Chú không có tiền. Nó nói vậy thôi, nó không có nó ao ước chị thôi à. Tại chú biết làm sao không? Do là chị ở nhà thường xuyên á, cho nên tụi con cũng muốn là mua ít cái bộ đồ bộ cho chị trước. Biết rồi. Rồi, rồi còn những cái đồ tay người rinh á thì có cái người chị kia chị gửi rồi. Rồi đó. Tại vì cái này tấm đồng mấy cháu thì nó ở nhà thì cho nó bộ đồ bộ trước. Đúng rồi. Ờ dạ. Cái kia sao đi? Một vài ngày nữa là đem xuống một thùng đồ chào á luôn. À, quá. Chắc xe tải nó chạy ở sao đuôi á. Mấy cháu á nó chạm được. Nó đậu lại á. Dạ. Một thùng đồ là mặc từ đây tới Tết năm sau luôn. À, tại vì chú á ở chính là giờ đó. Đó, nó vậy đó. Chị hát hả? Cảm ơn các em đó. Chị hát đi, hát tặng em bài đi. Bữa nay thấy vui nè. Kéo áo lại vậy Trinh. À mệt quá. Hát cà tê, hát cà tê đi một nơi đúng không vậy? Đúng rồi. À. Đâu giờ hát cà tê hát sao đâu? Mà mấy cái nhớ được có một đoạn mà mệt quá rồi. Nghe không nổi. Chú không phải gì. Hồi nãy chú đương dạ giặt cái quần tay chú đương giặt cái em dạ. Nó thấy quần mới là chú bận cái nào mà mấy cháu mua quần áo mới tiệc mới đấy em dạ. Em về là cho chú hen, cái đó chú cắt là đi đám tiệc đám này đám kia Tết nhất mới bận dạ. Không có bận lột xộn đâu, nó bao giờ lắm, còn chỉ điểm là lỡ mình không có tiền rồi sao. Như vậy đó. Dạ, tức là để dành ha. Ờ. Đây đây tới Tết thì cũng đâu có bao xa nữa. Là Tết Trung Thu nè. Mình cũng bận cũng được nữa. Thấy không? Rồi gầm tháng 7 mình cũng bận được nữa. Dạ. Gầm lớn đó. Đó là cái thùng đồ đó có đồ của chú không chị? Có. Có luôn hả? Như chú có mấy bộ hay sao? Hình như là chú có sữa. Chú có sữa. Còn đồ là chủ yếu là cho chị Trinh nhiều lắm. Ờ. Thôi cho con gái của chú đi. Cái này đã chiều đi. Ờ con ướp. Cái đó để chiều mới làm hả chị? Ướp rồi con làm sao con làm. Nạ không đó. Đùi không đó. Nóng. Không có nóng gì chân á. Đùi không à. Khi mà có đồ mới rồi chị Trinh mặc đồ mới rồi bắt đầu lúc đó là đẹp lên ha. Nằm đêm cháu về rồi hả, mấy cha ba đứa cháu về nói chung là này ngủ không được là cho chú nằm nghỉ đó. Để rồi không biết sao bây giờ nó... chị không ngủ được hả? Thì... sao suy nghĩ sao cái đã ví dụ bây giờ lo lắng nhiều quá thì cái này cái kia cái nọ đủ muốn mọi chuyện trong nhà bây giờ hả? Nói chung là suy nghĩ rất là nhiều thứ vậy. Bên ngoại của nó bên chú cũng vậy. Thấy không? Dạ.
là bên chú thì ghét chú nè, của ghê chú rồi, chết sống không cần biết, không dùm ngó là tới, còn bên ngoại của nó thì nó không dùm ngó nó, cháy cho nó chết được. Như vậy đó. Nhưng mà em nói chị Trinh nghe nè, bây giờ mình lo cái gì nữa, gạo mình cũng có đủ rồi nè, rồi giường chiếu mùng mền cũng có đủ rồi nè, đồ ăn thì cũng có đủ nè, thì quần áo thì chuẩn bị có một đống quần áo đẹp luôn nè đó, rồi đâu có gì để lo ở đâu, bây giờ gắng ăn uống để cho sức khỏe mình nó khỏe lại. Hôm qua cháu biết sao, buổi chiều á chú gì á từ ngoài ba càng gì á quần ngót á chú lụm chân bảy bó, người ta cho chú hả? Không có, chú mua mà vừa mua mà người ta vừa cho luôn. Mà sao chú mua chi nhiều dữ chú? Trời ơi, lấy hết, nó mát. Mình mua mình còn ăn ngót là mua ăn mát. Mình ăn đủ trong ngày rồi mai mình mua cái khác, tại mua để lâu cũng sợ. Tại vì cái này người ta qua nhiều bán nhiều cho, nhận lát hết trơn luôn. Nói bây giờ mà mấy chú hả? Tháo bồ lon và dặn bánh xe đó, mở ra đi cho tôi đi, tôi cũng lấy. Nhưng mà chú mua nhiều, chú lấy nhiều vậy rồi nó hư rồi sao? Không có hư. Mình làm ra làm liền, về làm liền. Con mình sợ giao, là sợ giao. Là ăn không hết rồi nó hư á. Như bữa con thấy khổ qua nó còn ở đó nhiều lắm nên nó mới bị hư hết mớ rồi. Biết rồi, cái đó thì khổ qua thì nó bổ phân nhiều. Hiểu không? Nó bổ phân rồi mà chất đạm từ bụng chân nó nhiều. Dạ. Nhiều nó bự mấy bự trái. Dạ. Hiểu chưa? Cái này nó đâu có gì đâu. Cái xịu mà phù ghê chứ chúng mà nó giải xương qua thôi. Thì tại vì chú mua nhiều quá, con thấy cái tính chú là cái gì cũng mua phải mua nhiều. Cái gì cũng nhiều mới được. Vậy đó. Muối không chịu. Thịt mua một lần 4kg. Là 405.000 rồi. Bữa nay á. Rồi không dịch hả? Không xin lộn. Thì đó rồi, có nó nè. Chú nói nè, nó thiệt chứ. Bộ 4 trứng nó nói mua trời. Đi ra chợ mua càng mua 1 trứng nó không dịch về luộc ăn, không dịch lộn. Nó nói không dịch gì. Nó nói đứng không dịch kia. Rồi giữa, ai ngờ không dịch lộn. Mua 4 trứng luôn. Mua cho mày 4 trứng luôn. 40 trứng chị ăn hết một lần không? Không biết nữa. Nó luộc nó ăn làm sao nó làm. Chú không có. Vậy đó. Rồi giờ. Kìa xong rồi kìa. Làm thịt xong bây giờ tới rửa hả chị Trinh? Ủa rửa bằng nước đó hả? Hiện nay đủ 600 người ta lấy cái tờ gì á, chứ lấy cái số gì á, ta ghé chợ mua cục phèn chua nữa. Đúng rồi, chú mới mua cục phèn để chú lóng cái phèn mấy cái nước này. Nước này nè. Cho nó chân rồi. Để xài nước chiếc thì gắn chịu. Tính ra chị Trinh tập đang lắm luôn á. Đang nhanh lắm á. Nó làm vậy đó. Tất thành không à. Bây giờ là mình kho trứng hết bao nhiêu thịt đây luôn hả chị? Nhìn giống nấu đám dỗ quá. 4 kg thịt đám dỗ là nấu cỡ đó đó. Ông nội nuôi của nó là chết lâu lắm rồi, thời chứ nghe chiến tranh. Ba cũng có đời chú á. Chết ngay chiến tranh rồi. Có vừa về. Cái gì hả? Dừa hả? Có không? Mấy trái vậy? 4 trái hả? 4 trái. 4 trái luôn hả? Rồi xách vô cho chị Trinh đi. Quá hay. Thịt co là phải có nước dừa mới ngon.
Hello. Để đâu chị? Để đây, để đây. Để đây. Có hai trái cô dạt nó bị xì rồi đó. Hai trái luôn hả? Nấu hai trái luôn. Nhưng mà có cái nồi nào bự để nấu đủ không? Không đủ đâu, cái nồi nó không đủ. Tại cứ mua tới 4 cái thịt rồi mình mua thêm còn cả ký nữa mà. Mới mua thêm mấy trái dừa cho chị Trinh nữa nè cả nhà. Cái này còn dư á thì chị để dành uống nha. Rồi. Sao? Chặt ra giùm ha. Đi. Đi chặt ra giùm chị Trinh đi. Đâu rồi? Cái trái nào bị xì đâu? Chặt trái xì giúp em. Cái này nhiều không? Nè nè nè. Nè. Ôi. Cui cái nắp ra luôn. Cui nắp ra luôn trái nha. Hai trái luôn hả chị? Hai trái luôn. Trái nữa em, còn trái nữa xì á. Còn dư á thì chừa lại uống. Phải chứ đâu? Nấu không đủ quá gì đấy. Luộc trứng nữa. Chị luộc trứng chưa? Dạ chưa, từ nãy giờ cả từng luôn quá. Từ từ thôi, để chị làm từ từ thôi. Giờ ướp hả chị? Ướp. Muối hả? Một muỗng muối nè. Rồi hai muỗng bột ngọt luôn. Có nói gì vậy? Muối hả? Muối hồi nãy là nước là hạt lên mà sao? Hai muỗng muối nữa. Giờ chế hai cái dừa. Đúng rồi, trứng là chị phải luộc xong chị mới bỏ vô. Cái này đổ với đại ha, là bảo. Uy ơi. Chị ơi. Hả? Cái này đổ với đại hả? Chế vô luôn. Nhưng mà chị phải bắt trước chị luộc đi. Trái một. Không, hình như em thấy công thức nó sai rồi. Ướp thịt hết thì nó khăn ngấm vô rồi cái mình bỏ lên mình tao sơ. Để nước màu vô hả? Đúng rồi. Mà có nước màu không? Có. Được rồi, là ướp xong rồi đang cho ngấm nữa. Ướp xong rồi cho nó ngấm vô một xíu rồi mình tao xong rồi mình chế nước dừa rồi vô. Rồi luộc. Trứng bắt vỏ bỏ vô rồi làm. Thấy cái món thịt con chim thấy bất ổn quá. Em nói thiệt, em nấu ăn em nấu dở lắm, em biết năng ở nấu ăn. Chị tính làm gì vậy? Chị tính làm gì? Giờ chị ấy ra rồi chị ướp lại á. Bây giờ lỡ vậy rồi mày ướp luôn đi. Bây giờ mình lỡ hôm nữa ướp lỡ rồi ướp luôn đừng có lấy ra nữa. Thank you.
Hồi đó giờ chị Trinh có nấu lần nào mà nhiều thịt vậy chưa? Chưa. Khoảng chừng nửa ký à. Cái này nhiều quá, cái son nó nhỏ nữa. Này cả như đó tới 4 ký là chị để dành, kia là chị nấu gì chị? Dạ. Chị thấy, em thấy chị để lại một nửa là chị nấu muốn gì? Thì đó thì kho riêng, cái đó thích chiên. Dạ. Cái này kho. Rồi bây giờ trong thời gian mình luộc trứng á, mình ướp cho nó ngấm xíu đi. Rồi. Dạ. Gắn máy lạnh đi. Nghe dễ dọn gì gắn. Bây giờ là trong lúc mà chờ thịt nó ngấm á thì chị sẽ luộc trứng. Tại vì hôm bữa chị nói với tụi em á là chị muốn có một cái xe đạp. Đúng. Là cái lúc đó là chị nói giỡn hay nói thiệt? Nói thiệt. Nói thiệt ha. Nhưng mà bây giờ thì cái số tiền của em nhận á là không có đủ. Em nhận được có 1 triệu của cô Lộc ở Quảng Ninh nè. Mà chiếc xe đạp mà em hỏi rồi nó tới 1.6-1.7 triệu lận. Với lại em thấy á, là chị ở nhà không mà chị đâu đi đâu đâu phải không? Dạ. Tại vì mình có lúc mình không phải đi tiệm đi búa đồ chứ ở nhà sao được. Đi thì đặt một phí. Đúng rồi, để mình sống chi mà như vậy á. Dạ. Ý là em phải nói cái chuyện kia. Ý là em nói là phải cũng có xe để mình chạy riêng để nó khỏe khớp. Nhà chạy chứ còn chạy chứ không phải không. Để hai đứa con nó tất tình không hả? Dạ. Đụng vô xe ổng không la liền á. Dạ. Cái xe đảo mày kìa, sao mày không sắp xếp dùm. Xe của tao mà chạy riêng. Tức là hiện tại bây giờ là chú có một chiếc xe đạp nè cả nhà. Còn chị Trinh là không có một xe đạp. Mỗi khi là chị muốn đi đâu là chị đụng vô cái xe chú thì tại vì chú đi tới đi lui á, nhiều khi chị đi rồi mất công mà chú không có đi được. Bây giờ là chị em hỏi thiệt là chị muốn chiếc xe đạp đúng không? Đúng. Không có giỡn phải không? Thiệt. Thiệt á. Thiệt. Nếu mà thiệt vậy á thì tụi em nhờ Mạnh Thường Quân, ví dụ như ai đó có thể là giúp thêm cho mình một ít nữa, tại vì bây giờ em nhận được mới có 1 triệu à. 1 triệu của cô Lộc ở Quảng Ninh là để dành mua xe đạp cho chị. Mà chiếc xe đạp thì nó tới 1.6-1.7 triệu, còn không có đủ tiền, còn thiếu tới 600-700 ngàn lận. Dù như giờ có ai mà thấy được video, thấy hình chị á, thì giúp đỡ cho chị mua chiếc xe đạp. Nhưng mà mua là hứa là về là phải đi nha. Chính tiệm đồ chú Hào rồi đó. Ừ. Để đó mua đồ ăn thức uống rồi đó. Rồi cũng như ở đó nó làm sẵn hết rồi, mình chỉ chạy tới chạy luôn đặng mình làm công việc của mình. Dạ. Khi không phải là chị Trinh chị không muốn đi, chị không đi ra ngoài đâu, mà do không có phương tiện để chị đi mỗi khi á. Cho nên là bắt buộc chị phải nhốt mình ở trong cái căn nhà này. Nhưng mà lúc mà mua về á là chị bữa giờ không thấy chị ra đường, chị ra đường chị chạy thử một vòng cho tụi em coi nha, được không? Được. Chắc chắn à? Chắc. Thì bữa nào cô bác ủng hộ thì tụi em mua thì chạy cho tụi em coi nha. Rồi. Rồi chị có đi mua với tụi em không? Hay là tụi em mua về cho chị? Để anh chị mua giùm em đi chứ em, tại em mất tiền nhà, rồi trong mình em cũng không được khỏe. À. Rồi kho quá rồi không có đi theo chị được. Tại vì em còn chăm sóc ba bệnh rồi em nữa. Rồi trước tiền em có khỏe trước, ổng đi. Rồi tới ổng. Tại vì em ở trong nhà đâu chẳng được rồi. Lúc cái em rồi. Rồi chị Trinh muốn cái xe đạp như thế nào? Cái xe đạp cũng như vậy nè. Xe đạp giống vậy ha. Dạ. Mà cháu cả nhà sử dụng á. Rồi chị thích màu gì? Thích màu hồng hay là màu gì không? Thích màu nóng quá. Màu này luôn. Nhưng mà giống vậy luôn. Cái xe đạp như vậy nè, nhưng mà nghèo quá, cái cha em dịch không à, khổ lắm.
vé số gì cho anh chụp không à? Rồi các em mong muốn là cái xe đạp mình chạy đi chạy về, mình mua đồ ăn uống để dạ. Mình đỡ lòng đỡ dạ chốt. Dạ. Cái xe đạp y như vậy luôn á vậy hay là chị muốn kiểu sao không? Dạ cái xe đạp y hình như vậy đi. Y vậy luôn ha. Dạ. Em thấy. Em thấy có nhiều mẫu nó cũng đẹp lắm, cái cổ cong cong mà màu hồng màu đỏ đâu á, chị thích mấy cái mẫu đó không? Không mà em thấy xe nóc không, cái nóc mà giấy vợ chị anh. Dạ. Ý là bây giờ là chiếc xe ví dụ như ra ngoài tụi em gặp chiếc xe nào đẹp mà giống như ý chị nhất thì tụi em mua nha. Ví dụ như vậy có khác chứ nào, có khác chút xíu thì chị cũng đừng buồn nha. Có khác khác xíu cũng đừng buồn nha. Tùy theo cái túi tiền nữa chị. Tùy theo cái số tiền của Mạnh Quân ủng hộ mình nữa. Tại vì nhiều khi có xe tới 2 triệu, 2 triệu mấy lận, có xe thì nó tầm 1,5 triệu trở lên. Cho nên là tùy, ví dụ Mạnh Quân có ủng hộ 2 triệu, 1-2 triệu gì đó, 2-3 triệu gì đó thì tụi em sẽ mua trong cái tầm tiền đó nha. Rồi chị thì bữa giờ tụi em cũng tới đây chia sẻ câu chuyện của chị với lại chú á, cũng gửi tiền cho chú nhiều rồi, thì đây là số tiền là 200.000 của chị Miên ở Bình Dương, thì em gửi cái này cho chị để cho mình bỏ cho mình khi mình còn mua cái gì á thì mình mua nha. Dạ vâng ơn chị. Chị cảm ơn chị Miên ở Bình Dương. Dạ vâng ơn chị ở Bình Dương. Cắt đi chị, cắt ở đâu? Vào túi hả? Rồi còn xuống chơi xíu nữa. Nhưng mà tụi em muốn là tụi em mà khi mà tới là chị phải vui cười nha, đừng có dạ từng vì một cái lý do nào mà mình cái buồn hoặc cái này nữa kia á. Giờ chú đi rồi, chú khóa cửa lại cái nhà, không ăn cơm luôn. Nè. Chú không biết là đang buồn chị Trinh cái việc gì mà đi luôn, không ăn cơm luôn. Cái nồi này mà chỉ ăn 2 ngày vậy? Ăn
tuần lễ luôn. Mình kho lần này đi rồi lần sau mình rút kinh nghiệm mình nấu nó sẽ ngon hơn nha. Dạ.